你 like 吗？OK, lên live rồi. Hello, xin chào mọi người. Hi. Hello, Quân Đức Lê. Hôm nay chị sẽ tặng quà random 4 người may mắn nhất trong cái livestream này, mỗi người một thẻ điện thoại 50k nhé. Mọi người có thể đọc cái phần bình luận chị đã ghim ở đây này. Comment hashtag sen đỏ cộng với số may mắn từ 1000 đến 999, comment bao nhiêu lần cũng được nhé. Hello anh Tâm. Em cảm ơn anh Nhâm Minh Quang ạ. Xin lỗi mọi người là hôm nay mình bị ốm thì cái giọng của mình nó không được tốt cho lắm, hơi khó nghe một chút. Hello anh Dương Ngọc Tâm. Chuẩn luôn anh Tâm ơi. Chắc chắn là anh có thẻ 50k rồi. Xin chào mọi người. Mọi người đã ăn tối chưa ạ? Đã thấy anh Tâm comment cú pháp đầu tiên rồi. Hôm nay thì chị sẽ livestream và chia sẻ cho mọi người về một cái chương trình đang rất là hot. Đó chính là kỷ niệm mà sinh nhật lần thứ 7 của Sen Đỏ, thì Sen Đỏ có những cái ưu đãi cực kỳ tốt đến với mọi người nhé. Và đặc biệt là trong livestream này thì mình sẽ tặng 4 cát 50.000 cho bạn nào may mắn nhất nhé. Mọi người hãy comment theo cú pháp là hashtag Sen Đỏ và kèm theo 4 số từ 1.000 cho đến 999 nhé. Comment bao nhiêu lần cũng được và comment càng nhiều càng tốt thì nó sẽ hiện lên livestream của mình nhiều và mình sẽ chọn một người may mắn nhất nha. Hello chồng yêu, hello Hoàng Mỹ Thanh nha. Mọi người ơi, thì cái chương trình deal sốc này chỉ diễn ra trong vòng ngày 24 tháng 5 cho đến 31 tháng 5 thôi, chỉ trong vòng 8 ngày ngắn ngủi để nhân dịp sinh nhật của Sen Đỏ, nên mọi người nhanh tay nha. Hôm nay thì mới là ngày 23 nên là mình mới livestream và chia sẻ cho mọi người trước đây, thì bắt đầu từ ngày mai mọi người hãy nhanh tay để săn những cái deal giảm giá rất là hot nhé. Vợ cảm ơn, vợ còn đang ốm đây. Cảm ơn chồng yêu nha. Mọi người ơi, đồng thời cùng với những cái chương trình nhân dịp sinh nhật của Sen Đỏ thì nó cũng đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi khác. Đó chính là free ship này, flash sale với giá 1.000 đồng. Có rất là nhiều sản phẩm được bày bán với giá 1.000 đồng thôi. Và vòng quay bay giá mua 1 tặng 1. Mọi người, đồng thời là trong cái livestream này thì mình sẽ tặng thẻ 50.000 dành cho bạn nào comment nhiều nhất. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên nhá. Mọi người hãy làm theo cú pháp là hashtag sen đỏ và comment 4 số bất kỳ từ 1.000 cho đến 999 nhạ, 9.999 nhạ. Hello Ngô Diệu Linh. Hello. Mình là một người rất là nghiện mua sắm và thường thì mình hay mua shopping online, bởi vì mình không có nhiều thời gian để đi ra ngoài mua đồ ấy, thì việc shopping online rất là thuận lợi với mình, đặc biệt là với Sen Đỏ ấy, thì đang có rất nhiều chương trình free ship và giảm giá sốc nên là mình rất hay mua ở Sen Đỏ nha. Đặc biệt là từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 5 thì có những cái chương trình khuyến mại nhân dịp ngày sinh nhật thứ 7, lần thứ 7 của Sen Đỏ nhá.
bạn nào mà muốn mua được những cái sản phẩm giá rẻ và những cái deal mà khó có thể tìm thấy ở những cái app khác ấy, thì hãy tải ngay Sen Đỏ về nha mọi người ơi. Em chào chị Trang Trang. Chị yêu ơi, móng chị làm mày đẹp không? À không, mi. Bị nhầm chị với một chị Trang nữa. Mi của chị đây. Còn đây móng của chị Trang kia. Ê, bật ba người lên nhá. Hello Mơ Nguyễn. Các bạn ơi, các bạn hãy nhanh tay comment theo cú pháp như mình đã đề ra nhé. Hashtag Sen Đỏ cộng với số may mắn bất kỳ từ 1.000 cho đến 9.999 nha. Hello anh Giang, hello anh Tùng. Xin lỗi mọi người là hôm nay thì giọng của mình hơi bị ngạt. Mình đã bị ngạt mũi. Bao giờ lấy chồng hả chị ơi? Chị còn lâu lắm em ạ. Còn lâu chị mới lấy chồng cơ. Chị đang muốn chơi. Anh Tùng ơi, anh comment theo cú pháp em đã ghi đi, xong rồi em tặng cho cái thẻ. Mọi người nên nhớ là trong livestream này thì chỉ có 4 người may mắn nhất được thẻ thôi nhá. Nên là mọi người hãy nhanh tay comment theo cú pháp mà mình đề ra đi ạ. Mình đã thấy rất là nhiều comment của bạn Mơ Nguyễn rồi nha. Thế chị chờ em nhá. Trời ơi, em sinh năm bao nhiêu hả Quang Tùng Phạm? Đây nha, đây là app Sen Đỏ nha mọi người. Có rất là nhiều chương trình ưu đãi nhá. Deal sốc điện thoại này. Để mình tìm cho những cái deal mà đang hot bây giờ. Da chị hơi nhăn. Nhăn á, chị thấy bình thường mà. Chắc do chị cười. Cười nên hơi nhăn. Đây này, nhân dịp Sen Đỏ thì có rất là nhiều các cái chương trình ưu đãi dành cho mọi người nhá. Vòng quay bay giá này, flash sale 1.000 đồng này. Tức là mọi người sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm được sale với giá 1.000 đồng thôi nha. Đại tiệc sinh nhật điện tử này, mua 1 tặng 1 này, siêu quà tiện ích, hoàn tiền siêu đã trả góp 0 đồng nha. Mặt trời kia rùa đâu. Em chỉ nhau con ạ. Trời ơi, 95 thì hơn tuổi em rồi, em trẻ lắm ạ. Tại sao em gọi em là chị? Rất là nhiều deal sốc như là siêu quà công nghệ, siêu mẹ và bé này, siêu quà nội trợ, siêu quà bình ổn, siêu quà sinh viên và siêu quà công sở nhá. Rất là nhiều chương trình ưu đãi luôn. Và đặc biệt là free ship. Rất là nhiều chương trình ưu đãi kèm với free ship nha. Hello 214 bạn đang xem. Bạn nào mà muốn được tặng cát thì hãy comment theo cú pháp mà mình đã đề ra nhé. Ok, Nile mình đã nhìn thấy cú pháp của bạn rồi nha. Các bạn ơi comment nhiều lên ạ. Bạn nào mà comment nhiều nhất ở trong cái livestream này của mình thì chắc chắn là mình sẽ tặng cát rồi, bởi vì là mình nhìn thấy comment của bạn ấy nhiều nhất mà. Đồng thời thì những ba bạn khác thì mình sẽ random, bạn nào comment càng nhiều thì mình sẽ tặng cát nhá. Hello anh Tùng, chắc chắn là anh sẽ có thẻ rồi. Comment đi, comment nhiều vào. Ô
Ok, mình đã nhìn thấy comment của Bảo Bảo, Nguyễn Đức Tiến rồi nha. Chi Linh này. Mỗi bạn đừng chỉ comment một comment thôi mà hãy comment chục comment đi để mình có thể dễ dàng nhìn thấy những cái comment của các bạn nhá. Sau kết thúc livestream thì mình sẽ công bố ai trúng giải và mình sẽ chủ động inbox từng người một. Và các bạn hãy gửi cho mình cái nhà mạng mà các bạn đang sử dụng nha. Comment chưa? Comment nhiều chưa? Comment nhiều đi, không mọi người đang comment nhiều lắm đấy này. Gần 100 bình luận rồi. Mình cũng bảo bạn mình cũng comment để lấy quà. nhưng mà em sinh năm bao nhiêu vậy? Em trẻ lắm. Bây giờ em bảo em sinh năm 2K1, có ai tin không ạ? Kinh rồi chị ơi, sao kinh hả em? Muốn được tặng người đang livestream được không? Không được đâu. Người này không để tặng mà cũng không để bán, vô giá. Rồi, mọi người cũng đừng quên là mình đang giới thiệu về những cái chương trình ưu đãi của Sen Đỏ nhá. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của Sen Đỏ thì đang có rất là nhiều cái deal sốc diễn ra từ ngày 24 tháng 5 cho đến 31 tháng 5 nha. Mọi người chỉ có 8 ngày để có thể mua được những cái mặt hàng được giảm giá siêu mạnh. Có những mặt hàng chỉ giảm giá còn có 1.000 đồng thôi ạ. Ôi nhiều comment quá, gần 100 comment rồi nhở. Mọi người mà muốn mua những cái sản phẩm với giá rất là sốc như vậy thì mọi người chỉ cần down up Sen Đỏ về thôi nha. Cực kỳ đơn giản, không cần cái việc đăng ký up Sen Đỏ này cực kỳ dễ dàng, không hề lâu đâu ạ. Để vào up Sen Đỏ đọc lại cho mọi người xem nha. Đây nè, đây là những cái chương trình ưu đãi nhân dịp sinh nhật của Sen Đỏ nha mọi người. Nó gồm có siêu quà công nghệ này, siêu quà mẹ và bé, siêu quà bình ổn, siêu quà nội trợ, siêu quà sinh viên và siêu quà công sở. Mỗi một cái mục là dành cho đồ điện tử này, đồ công sở này, đồ cho trẻ em, đồ nội trợ, rất là nhiều mặt hàng mọi người có thể mua nha. Đây này, ví dụ như mình kéo xuống đây thì mình thấy là tã giấy, rồi là sạc dự phòng, rồi là chuột, chỉ có giá 1.000 đồng thôi. Và bắt đầu mở bán từ ngày 24 tháng 5 nha mọi người. Camera này, rồi là bể bơi cho bé, rất là nhiều những cái sản phẩm chỉ còn có 1.000 đồng thôi. Đó, thì mọi người hãy nhanh tay để mà săn những cái sản phẩm này nha. Ai đến trước thì sẽ mua được trước, bởi vì là những sản phẩm này chỉ có hạn thôi. Buôn bán kinh nghỉ tiếp thị hơi ác đấy. Thầy ơi, em không buôn bán, em đang giới thiệu cho mọi người về những cái chương trình ưu đãi thôi. Chị em mà thành lập ra công ty Sen Đỏ thì em đã không ngồi đây. Ok, mình đã nhìn thấy rất là nhiều comment của bạn Mơ Nguyễn nha. Cảm ơn bạn nhiều. Chắc chắn là một lát nữa mình sẽ công bố. Đặc biệt là nếu bạn nào mà comment nhiều ấy thì các bạn đã chiếm được 90% cái giải thưởng về tay rồi đấy. Bởi vì mình chỉ nhìn thấy comment của các bạn ấy thôi. Nhiều comment quá. Yeah.
là ở đây có ai hay mua hàng online giống như mình không nhỉ? Và không biết là những cái sản phẩm các bạn mua thì mua ở trên app hay là mua trực tiếp? Cá nhân mình thì mình hay mua ở trên Fendo, bởi vì là ở đó mình có thể so sánh giá hàng hóa, và đặc biệt là Fendo là một cái trang mua sắm rất là uy tín, mình không sợ bị mua hàng fake hoặc là không sợ bị mua giá cao ấy. Ngoài ra thì Fendo còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi, đặc biệt là chương trình free ship nhá. Có Trương Ngọc Anh, tôi có những cái bạn nha. Ok, Mơ Nguyễn nha, chắc chắn rồi. Ai comment nhiều chị sẽ tặng cho người đó nhá. Em yêu, nếu mà rảnh hãy ở lại cuối livestream của chị để xem nha. Có rất là nhiều chương trình ưu đãi mà chị muốn giới thiệu đến cho mọi người nhá. Ơ, cậu bỏ qua comment của mình à? Ơ, hay là comment của mày bị trôi rồi ấy? Tao không nhìn thấy comment của mày. Nà, comment gì ấy? Tao chỉ comment, chỉ đọc được comment can you see me thôi. Có vẻ như là hôm nào mà mình tặng cát như này thì mọi người quan tâm hơn rất là nhiều đúng không nhỉ? Thế thì phải chăm tặng cát cho mọi người thôi. Mọi người ơi, mọi người nhanh tay comment đi ạ. Bạn nào mà comment nhiều nhất thì mình sẽ random lựa chọn ra 4 bạn may mắn nhất để tặng cát 50.000 nhá. Và khi mà mình chọn ra được 4 bạn đấy rồi, mình sẽ inbox trực tiếp cho các bạn ấy. Bạn dùng cái mạng gì thì hãy inbox lại cho mình nha, để mình có thể gửi cát cho bạn. Mình sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc livestream nhá. Buổi tối hôm nay hoặc là có thể sáng mai mình sẽ inbox cho từng bạn một. Khát khô cả hả? Yêu Hi Chan. Ê, mai cô Huyền tổ chức cho đi ăn đấy. Buổi trưa có đi không? Chưa mai rảnh không? Đi ra ngồi với các bạn cho vui. Hello Trang An. Bà mẹ bỉm sữa dạo này như nào rồi? Cho mình cái thẻ may mắn có thể trên đó được không? Không được đâu sói ạ. Hàng này not for sale và không phải để tặng. Những bạn vào sau thì hãy cố gắng comment thật là nhiều hơn nhá, bởi vì là mình đã tia trước được những cái bạc đầu tiên ở trong livestream của mình, comment rất là nhiều rồi. Và bạn nào mà comment nhiều thì càng có cơ hội nhận được thẻ vui. Để xem mọi người chương trình gì quên không đọc cho các bạn không nhỉ? Đây này, đặc biệt là ở trên sen đỏ ấy, rất là nhiều, không cần phải là những cái chương trình khuyến mại sốc mà bình thường thôi, nó cũng đã có rất nhiều những sản phẩm được sale này, sale 50%, 51% này. Cực kỳ nhiều sản phẩm luôn. Mà khi mà mình mua đồ trên sen đỏ thì mình cực kỳ là yên tâm, không hề sợ bị mua phải hàng trôi nổi, hàng nhái đâu ạ. Có bạn nào mà quan tâm về những cái deal của sen đỏ này thì hãy nhanh tay down up sen đỏ về nha. Chị đại sen đỏ này, chị đại sen đỏ Minh Tâm. Mình tặng cát một cái rất là nhiều người vào xem luôn. Mọi người ơi, thì bây giờ mình sẽ đọc qua lại một lần nữa về cái những cái chương trình ưu đãi của sen đỏ nhá. Ngoài những cái
New Soap nhân dịp sinh nhật của Sen Đỏ ra thì Sen Đỏ còn có những hoạt động như free ship này, flash sale 1.000 này, mọi người có thể mua những cái sản phẩm với giá 1.000 và vòng quay bay giá mua 1 tặng 1. Rất là nhiều những cái chương trình hot và ưu đãi dành cho khách hàng của Sen Đỏ nhé. Mọi người hãy nhanh tay tải app Sen Đỏ về luôn thôi. Và đặc biệt là những ai mà vào sau thì các bạn hãy comment theo cú pháp hashtag Sen Đỏ cộng với số may mắn bất kỳ từ 1.000 đến 9.999 nhé. Như là các bạn ở trên đã comment đấy. Càng ngày mũi càng tịt rồi. Mọi người nhanh tay lên, đặc biệt là ngày mai các bạn hãy theo dõi app Sen Đỏ để mọi người có thể mua được nhiều những cái sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi nhé. Chương trình ưu đãi khủng chỉ diễn ra vào ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5 thôi. Mọi người chỉ có 8 ngày để có thể mua được những cái sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi nhé. Đây, áp Sen Đỏ đây nha. Ok, mình đã nhìn thấy comment của rất là nhiều bạn rồi. Để xem tổng lượt comment bây giờ bao nhiêu rồi nha. Hello chị yêu Bạch Huyền Trang. Tổng lượt comment bây giờ đã là gần 500 lượt comment rồi các bạn ạ. Rất là nhiều comment. Em cảm ơn chị yêu. Em cũng yêu chị. Chị đã stream xong rồi ạ? Xem lại livestream cho mình béo thế, không biết. Béo dã man. Thì mình sẽ cân cho các bạn ạ. Rất là nhiều comment. Comment đi chị yêu. Chị em mình. Em comment của chị em mình mỗi người một cái thẻ nhở. Ê, sao mặt mình bị cảm xong mình cười bị đơ ấy nhở? Đơ ấy. Kiểu hay ở bên da mũi này nó bị làm sao ấy. Nhiều comment quá luôn. Trời ơi, yêu các bạn thế không biết. Bạn comment cú pháp trôi hết cả những cái comment khác của các bạn rồi. Mình không thể trả lời câu hỏi của bạn nào được bởi vì mình chả đọc được cái gì cả, chỉ thấy số thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói lại về cái những cái chương trình của Sen Đỏ nhá. Tại vì một chút nha. Mũi tóc quá. Khó nói quá. Cái gì? Uống nước. Nước làm gì? Nước làm gì là nước làm gì? Ok, đặc biệt là chương trình sinh nhật của Sen Đỏ từ ngày 24 tháng 5 cho đến 31 tháng 5 ấy thì sẽ có siêu quà công nghệ này, siêu quà mẹ và bé này, siêu quà nội trợ, siêu quà bình ổn,
siêu quà sinh viên và siêu quà công sở nha. Đây, tất cả những cái mặt hàng của Sen Đỏ này có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi người, từ công sở, từ nội trợ, rồi những bà mẹ bỉm sữa đó. Em chào anh Tú. Các bạn comment nhiều ghê cơ. Bây giờ không biết chọn ra bốn bạn may mắn nhất là ai đây. Trời ơi, ngoài ra thì còn có cả vòng quay bay giá này, flash sale 1.000 đồng này, đại tiệc sinh nhật điện tử và mua quà, mua một tặng một nha. Mình rất là thích chơi những cái vòng quay như thế này ấy, kiểu thích chơi ở quay để trúng ấy, trúng mà không mất gì ấy. Mọi người ơi, ai mà muốn mua những cái sản phẩm với giá cực kỳ hot ấy thì hãy tải ngay app Sen Đỏ về nha. Đây là giao diện của app này mọi người. App này tải cực kỳ nhanh và cách thức đăng ký tài khoản cũng rất là nhanh luôn, cực kỳ dễ và nhanh nhé. Android, Apple, bất cứ phần mềm nào cũng tải nha bạn nha. Ok, đến cuối cùng mình vẫn thấy bạn Mưa Nguyễn comment nhiều nhất. Bạn ấy đã theo dõi từ đầu và comment rất rất là nhiều rồi. Chắc chắn là một thẻ sẽ dành cho bạn Mưa Nguyễn rồi nha. Bây giờ thì thời lượng livestream của mình tới đây là kết thúc rồi. Chắc là mọi người cũng đã hiểu từ đầu livestream đến giờ mình đang giới thiệu về cái chương trình gì, có phải không? Đó chính là chương trình nhân dịp sinh nhật của Sen Đỏ. Sen Đỏ sẽ diễn ra hàng loạt, rất là nhiều, hàng chục nghìn những cái deal sốc để nhân dịp sinh nhật. Thì có free ship này, vòng quay bay giá này, những cái sản phẩm sẽ được giảm giá xuống còn 1.000 đồng này. Nãy mình lướt mình thấy bàn phím chuột còn giảm giá 1.000 đồng nên là mọi người hãy nhanh tay nhá. Và còn rất là nhiều vô vàn những cái sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của rất là nhiều tầng lớp xã hội, như là công sở này, bà mẹ bỉm sữa này, những bà nội trợ này, dân điện tử, dân văn phòng, rất là nhiều người có thể mua được nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc livestream đây. Và có lẽ là sáng ngày mai mình sẽ công bố người trúng được thẻ điện thoại và mình sẽ inbox riêng từng bạn ấy. Bạn nào mà trúng thẻ điện thoại rồi thì ngày mai khi mà nhận được thẻ có thể comment cho mình một cái ảnh chụp màn hình ở dưới cái livestream này nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha.